Và anh chàng đầu tiên tham gia Love House, ngôi nhà chung mùa này, là một anh chàng người Mỹ. My name is Joshua Brown. I was born in Philadelphia, Pennsylvania, in America. I'm 28 years old and currently I'm a teacher in Long Con City. Before in America, I had about 5 long-term relationships from a year to 2 years to 3 years. And of course, they didn't do too well. But I learned a lot from them. They were very special to me. And it got me to where I am today. And it helped me realize exactly what I'm looking for in a girl. So I feel very blessed, very lucky to have gone through all of those relationships. Mình tên là Thanh Phong, năm nay mình 25 tuổi và hiện đang làm tư vấn du học tại một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn. Mình có thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài được gần 10 năm và vừa mới về lại nước được vài tháng. Lý do mình tham gia chương trình thực sự là cầu may. Bao nhiêu năm rồi mình vẫn độc thân thì không kiếm được người nào cho mình và cho tự kiếm được người nào cho mình thì bây giờ hy vọng người khác kiếm được cho mình. Xin chào anh. Hello, mình Henry. Hello mọi người, mình tên là Henry Nguyễn. Henry được sinh ra ở Việt Nam và sang định cư tại Mỹ lúc Henry 10 tuổi. Henry tốt nghiệp Đại học Hàng không của Mỹ với bằng phi công và quản lý hàng không. Trước khi về Việt Nam thì Henry đã từng cộng tác cho hãng hàng không American Airlines. Henry về Việt Nam đã gần một năm để tham gia nghệ thuật. Henry tham gia Love House với mục đích là có thể trải nghiệm cùng những bạn mới. Và nếu may mắn, hy vọng rằng Henry sẽ tìm được một người con gái mà Henry có thể tìm hiểu sau chương trình. I'm Josh. Hello, I'm Jason. I'm Henry. Hello Henry. Hi, xin chào mọi người, mình tên là Trần Tấn Phát. Mọi người thường gọi mình là Jason. Hiện tại mình đang làm YouTuber, kinh doanh. Bên cạnh đó mình vẫn làm diễn viên nữa. Lý do mình tham gia chương trình để mình muốn tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Tại vì trước giờ mình đã trải qua được 2-3 mối tình rồi, nhưng mà vẫn chưa đi đến hồi kết. Cảm xúc của Phát hiện bây giờ rất là rất là thú vị vì mới gặp được một thành viên người nước ngoài ở trong cái chương trình mình tham gia luôn. So yeah, so I heard that we're going to go to the lake and then we're going to stay at a resort and then we're probably going to camp out and we're going to do some little farming and then fishing. Yep. And then we go to Nha Trang and do some fishing. I'll try to be a fisherman. Camping before or no? Yeah, I have. Yeah, fishing? Can't say that I love it. When you're out in nature for 24/7, it's a different story. Khi mà Henry vừa mới gặp các thành viên nam giống như là Josh và Jason thì cảm thấy rất là các bạn rất là thân thiện và ba người đều có tính cách giống như nhau và khi mà qua trò chuyện với nhau thì cảm thấy là rất là hợp. Và có lẽ là chuyến đi này sẽ rất là vui tại vì tụi mình rất là hợp tính nhau và khi mà bàn về cái chuyến đi này thì mọi người đều rất là phấn khởi. Có lẽ là sau chuyến đi này thì bọn mình sẽ trở thành những người bạn thân đó. Bạn Phong cũng là một người rất là thân thiện nhưng mà chưa có trao đổi nhiều thì hy vọng rằng Henry sẽ có cơ hội để mà trao đổi với Phong nhiều hơn và tìm hiểu Phong nhiều hơn để mà khi mà bắt đầu cái chuyến đi thì anh em có thể hòa hợp và chơi chung với nhau vui hơn. So yeah, today fantastic day. I met some really cool guys. They can speak English. I thought that was going to be my biggest challenge since I can't really speak Vietnamese too well. But luckily they can speak English. I also found out we're going fishing and camping. We're going to be in Da Lat and Nha Trang. It's very exciting to me because those are one of my two favorite things to do. Thì mình cũng vừa mới mới gặp hết ba bạn nam khác thì
mọi người đều vui vẻ, là rất là dễ tiếp xúc, dễ nói chuyện. Và có George và Henry là cũng từ từ Mỹ, nên ba người có rất là nhiều thứ để nói. Và còn một bạn nữa thì mình cũng chưa tiếp xúc nhiều, nên rồi sẽ nói chuyện với bạn đó nhiều hơn. TV sao nếu mà mình nói tiếng Việt á thì chương trình đỡ phải sớm. Thì bởi vậy nãy giờ em cũng cảm giác thấy mệt rồi đó. Dạ. Thiệt là mệt. Mới là mệt. Hãy vitamin cho một gái. Vitamin lên Việt. Yeah. Nhưng mà thật ra thì nếu mà mình nói tiếng Anh á thì phải còn hiểu được chút ít. Còn nếu mà mình nói tiếng Việt á thì cho sẽ hiểu. Mình nói phản hồi lại nó bị chậm hơn là so với tiếng Việt. Tiếng Việt thì có thể là nói nhanh hơn, lưu loát liên tục, vô đài, có thể các kiểu gì đó. Có thể nói cho các bạn khi mà nghe chương trình này thì sẽ được hiểu nhiều hơn so với mà tiếng Anh. Là tiếng Anh thì đâu phải là người Việt mình có. Sao mà George ngồi gật không? Bây giờ mình nói gì nha. Bây giờ ví dụ như George không hiểu á thì sẽ có một bạn Henry hay Phong sẽ translate lại cho. Muốn dịch gì dịch. Muốn dịch gì dịch. Thoải mái đi. Dịch thoải mái đi. Đến với chương trình này thì Phát đã chuẩn bị một cái tâm lý là tới đâu thì mình chiến tới đó. Thì nói chung là tuy về ngoại hình thì mình có thể là thua chiều cao mấy các bạn, nhưng mà nếu mà nói về cái độ đàn ông thì chưa chắc ai hơn ai. Thì mình sẽ làm hết sức mình để cho những cô gái đó chọn mình. Nhớ thấy Henry ở trên TV rồi. Ở YouTube wow. Luôn. Không có nói. Chưa. Yeah, it's a dating show too. Yeah. Bởi vậy, kinh nghiệm đầy người. Yeah. Henry tham gia show này thì Henry cũng hơi lưỡng lự một chút xíu là tại vì mình mới xuất hiện trên một cái chương trình hẹn hò rồi. Rồi có nên xuất hiện trên một cái chương trình hẹn hò nữa hay không? Nhưng mà sau khi xem qua chương trình đó thì cảm thấy rất là thú vị. Rất là thú vị và mình được đi du lịch và được gặp rất là nhiều bạn mới. Cho nên là anh Điền ok, chơi đi. Với lại mình được cái thể hiện bản lĩnh đàn ông nữa. Được thể hiện cái bản chất riêng của mình đó. Tại vì những cái show kia thì mình chỉ xuất hiện được có một vài, được một chút xíu thôi, khoảng trong vòng một tiếng thôi. Còn show này thì mình được quay cả tuần lễ và mình được xuất hiện rất là nhiều. Và có thể là khán giả này kia xem thì có thể sẽ hiểu về mình hơn, về cá tính của mình hơn. Cái này là chương trình thực tế, một trong những cái mà gần nhất với lại cái văn hóa của Mỹ không? Ừ, đúng rồi. Yeah. Tomorrow, we're gonna take a long ride, so everybody gonna bring one item like food or drink. Okay. To share with everybody. Are you guys allergic to anything? I can eat anything. I gotta be careful with seafood though. I'm allergic to. We just gonna get snacks này, như ăn mấy cái bánh tráng này nọ. Yeah, mình có thể mang bánh tráng hay là trái cây gì ha. Yeah. So, let's pick out like what you gonna bring. So we won't bring the same stuff. Man, okay. Bánh tráng ăn chips vô đi. Yeah, chips. Chips. Lemongrass, trà sữa nè. Hay là thôi giờ mình tính trước đi, là ngày mai mỗi người sẽ đem một món này để mà mình không có mang trùng với nhau. Thì mai mình để mình mua trà sữa cho. Trà sữa. So he gonna bring. No. Thôi đem cà phê đi. Love House mùa chết. Và thành viên nữ đầu tiên đã xuất hiện tại áo cưới Allen, đó là bạn Ngọc Trúc. Mình là Ngọc Trúc, công việc của mình là một người dẫn chương trình tự do. Bản thân mình thì là một fan của Love House, tức là cũng coi khá nhiều tập Love House của những mùa trước và cảm thấy khá là thích tinh thần của các bạn khi mà tham gia vào show này. Và đặc biệt là Love House lại là một show truyền hình thực tế, và thông qua tất cả những cái ngày mà các bạn ở bên nhau thì các bạn gần như là bộc lộ hết rõ ràng những cái tính cách của mình. Và bên cạnh đấy thì mình lại còn có cơ hội để có thể gặp rất là nhiều người bạn mới, rất là nhiều những tính cách mới. Và trong một cái khu vực trải nghiệm như vậy thì vô tình mình cũng sẽ bộc lộ được bản thân, những tính cách mà ẩn sâu bên trong của mình á. Thì mình hy vọng rằng là với lần tham gia này với Love House thì tất cả những cái điều tốt đẹp cũng sẽ đến với mình, và cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị về tuổi trẻ.
thôi. Chị, em sinh năm 96. Chị sao em tên gì? Em tên Nhi. Nhi. Mình tên là Tường Nhi, công việc hiện tại của mình là nhân viên event. Mình đã trải qua hai mối tình và lý do chia tay là mình không hợp nhau và không đủ kiên nhẫn để vượt qua khó khăn. Tật xấu của mình thì chỉ có là hơi nói nhiều và lâu lâu thì hơi hơi khùng khùng thôi, chứ có thể là hơi khó tính một chút xíu trong tình yêu. Còn về điểm tốt của mình thì mình rất là lạc quan và vui vẻ. Hello chị. Chào hai người đẹp. Em tên là Mỹ Nhân, tên thường gọi của em là Khánh Đan, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đồng Tháp. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng và kinh doanh hàng xách tay. Mục đích em tham gia chương trình Love House mong sẽ tìm được một chàng trai xới ca sơ mi trắng đủ khả năng để yêu thương và che chở cho em. Như chào em thử luôn đi nha. Em thử luôn hả? Thử luôn đi cho mọi người coi đẹp không? Nhìn là muốn cưới. Không có trai đó cưới. Thành viên nữ cuối cùng là Bảo Linh, sinh năm 95. Xin chào tất cả mọi người, mình là Bảo Linh, năm nay mình 24 tuổi và mình đến từ Hà Nội. Hiện tại công việc của mình là diễn viên và kinh doanh thời trang. Nhiều người hỏi mình là không hiểu tại sao mình như thế này mà lại ế. Nhưng mà mình ế thật sự đấy. Tại vì có thể là do bản thân mình quá là kén chọn và muốn tìm cho mình một cái cảm giác đúng trong chuyện tình yêu sắp tới. Nên là mình ế tới tận bây giờ. Nhẹ nhàng. Cái của mình sao ý nó gồm gào. Không chị, mấy tại bạn vì chọn theo gu của mấy bạn mà. Mà nói đó. Chị vô, lên chưa? Lên đi. Mọi người góp ý coi cái này đó. Có mùi rồi, năm sau cưới. Nhớ mời em. Sao cứ mời hết, mời hết luôn. Mai được gặp rồi, đừng nôn. Em cũng nôn lắm đó. Đúng chị, ngày đêm em ngủ không được. Đó là lý do mình tham gia chương trình mà. Ngày đêm em ngủ không được. Tại vì cô đơn quá lâu. Em đang rất là háo hức mong chờ chuyến đi Đà Lạt vào ngày mai. Em mong chiếc Asagi này sẽ giúp em tìm được chú rể của em. Về các bạn nữ thì em thấy em có những đối thủ cũng gọi là ghê gớm đấy. Ba cô nàng xinh đẹp. Em nghĩ sẽ có đối thủ cạnh tranh. Hiện tại thì Linh đang thấy khá là hồi hộp. Tại vì hôm nay mới chỉ được gặp ba bạn nữ còn lại thôi. Còn bốn bạn nam thì chưa biết ai hết. Thật ra khi mà mặc bộ đồ cưới thì Linh cảm thấy cũng không khác gì so với những bộ đồ mà Linh mặc đi event cho lắm. Nhưng mà thực ra là cái cảm xúc hồi hộp để gặp cái người mà sẽ chụp ảnh cưới cùng mình thì nó lại là một cảm giác khác. Hết cái tiết áo cưới thì là nôn nóng lắm. Chắc năm sau thì sẽ mau mau cưới chồng. Tại vì rất là thích mặc áo cưới. Mình tưởng tượng được chụp hình cưới trên Đà Lạt, nó cảm thấy rất là lãng mạn nè, rồi được một chàng trai chụp chung rất là ấm áp, cao to, lực lưỡng, rồi nói chung là đẹp trai là được. Sáng mai ăn gì? Mình nấu ăn. Giống như kiểu đi picnic thì mình mang bánh gì hay là kiểu em nghĩ là làm sushi. Sẽ sớm ăn sushi. Cơm cuộn á thì sushi là mình có trứng nè, rồi cà rốt thì nói chung là ăn được. Nói chung ăn phải cần
cảm thấy mình được nuôi sống mình. Không, chị yên tâm đi, ở với em không bao giờ nói gì ạ. Coi giọng lắm, chăm sóc hai em đồ, hai chị chăm sóc hai em đồ. Cám Vinh Hạnh ha, được hai nàng xinh đẹp. Được đó. Được hai nàng chăm sóc đồ. Thì nói chung là tất cả chị em rất là vui và rất là chân thành với nhau. Mình cảm thấy khá là vui khi mà được gặp ba bạn nữ còn lại trong lớp house. Và cảm thấy rất là thú vị á, bởi vì mỗi bạn là mỗi cá tính rất là khác nhau. Thì hy vọng rằng là với cả bốn người nữ vừa dễ thương vừa xinh xắn như thế này, vừa cá tính nữa, thì mình cũng sẽ có những ngày trải nghiệm thật là thú vị. Chị Trúc thì em nghĩ chị chắc là chị đại trong nhóm rồi. Chị là một cái người điềm tĩnh, có phần nhẹ nhàng. Còn về Linh thì em thấy rất là nhon và nhí nhảnh. Về Nhi thì là một cái cô nàng nhẹ nhàng, có phần rất là đáng yêu. Bảy người đúng không, thì mỗi người một người, cái phần đó phải đủ cho ba người. Ủa, cho nam ăn luôn hả chị? Em có quyền không cho. Em nghĩ là không cho đó. Nhưng mà cho để lấy lòng. Rồi lúc đó là mình mấy bạn mà muốn ăn đó mình phải đưa ra tự khóc. Mình phải qua bên trước. Được thì chị mua bánh mì đi. Ví dụ như mấy bạn nam có okay, ăn giờ. Nói chung cho mấy ổng ăn đi cho. Ở đầu là sẵn vậy em. Chưa gì đã thương rồi. Ok, vậy một chút ha. Ok, rồi. Đúng rồi. Yeah. 1, 2, 3. Lớp thao 19. Về các chàng trai thì em mong sẽ có một anh chàng soái ca sẽ làm chú rể của em. Chú rể trong tưởng tượng của em là một anh chàng soái ca mặc áo sơ mi trắng, rồi một anh chàng có tí bụng nữa, kiểu mà một người đàn ông đủ sức để che chở cho cô dâu như em, một cô dâu đáng yêu với vững bỉnh. 6 giờ sáng, các thành viên nam đã có mặt ở cà phê Cinebox và chuẩn bị đồ ăn đồ uống để đón tiếp các bạn nữ. Hello mọi người. Hello. Hello. How are you? I'm Josh. Yeah, Josh. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Hello. Say hi. Henry. Hello. Henry. Josh. Em tên gì? Nice to meet you. Yeah. Yes. Hello. Yeah. Phát là người tới đây đầu tiên nên anh đã chuẩn bị những cái đồ uống như là cà phê sữa với là trà tắc cho Josh, vì Josh không có thể đồ uống được cà phê. Đây còn lại là các cho các bạn. Rồi các bạn chia đi nha. Thôi để mình gửi tên đầu về cho đến tay đi. Ok, cho bạn nữ nha. Lady first đi rồi đến các bạn nam. Có một ly thôi. Ok, một ly thôi. Rồi. I don't think I want to drink coffee. Anh Henry cũng không uống coffee. Không luôn. You can't trust him either. Mọi người ai uống nước ép hay là uống nước suối thì nói em nha. Cho anh một ly đi. À, anh uống cái đó được đó, anh uống nước trái cây. Dạ rồi, bánh mì Sài Gòn ai mua vậy? Là anh Josh. Josh, bánh mì. Bánh mì, yeah, bánh mì. Do you guys like banh mi? Banh mi. Banh mi. Banh mi. Banh mi. Banh mi. All right, my first lesson. Bánh mì, bánh mì, bánh mì. Here you are, Caitlin. Yeah, no problem. Me? Okay. Lynn. Oh, no, yeah. Dang. 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 Doi. No, what? I need, what can I call you? Maybe no, something easier. You can call me T. It's easy. I can call you T? Okay, I like that. Cái này nho không hột. Wow. Anh nho không cần phải nhỏ hột luôn. Nhưng mà để bánh mì xong hết rồi mình mang nho. Nó bị kỳ kỳ. Tráng miệng. Còn Henry thì mang bánh tráng trộn cho mọi người ăn trên xe ha. À, tráng trộn. Ở đây là Henry mang. Henry mang 4 bịch. Là vì Henry muốn 2 bạn xem 1 bịch để mà mình có thể trò chuyện với nhau.
Chẳng có sao. Henry thì là một người cũng khá là cởi mở trong lời nói và hành động. Nhưng mà mình cảm giác được Henry là một người rất là hướng ngoại. Và cũng hay để ý đến mọi người, cũng hay trêu chọc mọi người vân vân. Và cũng khá là hòa đồng dễ thương. Tiếp theo là về Josh. Tiếng Việt của bạn ấy thì chỉ biết chút chút thôi. Và đôi khi là bọn mình nói với nhau bằng tiếng Việt thì bạn ấy không có hiểu, nhìn cũng rất là thương. Nhưng mà hy vọng là cũng sẽ sớm hòa nhập được với mọi người. Tính tình thì cũng rất là chu đáo, cẩn thận và cũng biết đùa nữa. Còn tiếp theo là Phong ạ. Phong thì khá là kín, hơi khép kín. Và trong buổi sáng hôm nay thì mình thấy là Phong hầu như không có tương tác gì với các bạn nữ cả. Mình không biết là Phong có bí mật gì giấu mọi người hay không. Và có lẽ là về Phong thì cũng cần thời gian để tìm hiểu thêm. Hôm nay thì cũng rất là ngẫu nhiên là Trúc với lại anh Phát thì lại mặc cùng màu áo là màu xanh lá cây. Và khi mà hỏi ra thì anh Phát lại cũng đang làm một cái công việc cũng tương tự như Trúc đang làm. Đó là anh cũng là có một kênh vlog riêng và chuyên đi review về các nhà hàng, các quán ăn vân vân. Thì mình cảm thấy có rất là nhiều điểm tương đồng giữa hai anh em. Ấn tượng đầu tiên thì có thể là ấn tượng với là bạn Trúc. Vì bạn Trúc thì nói chung bạn lanh lợi, tại vì chắc có thể là bạn làm MC. Các bạn nói chuyện với nhau đi chứ. Em mà thời quen vừa ăn vừa nói ạ. Em mà thời quen vừa ăn vừa nói ạ. Bên nữ hỏi bên nam là bên nam hỏi. Bro, bro, you want some? Các bạn nữ của em nhé. Nó đang 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 xong cái giấy. Thấy mình giấy không đó. Đầu tiên là xin đồ. Nhưng em có bị giấy thì sao? So, you're an MC? Ew. MC? No. Ý anh là em có thể cho miếng giấy không hả? Dạ, nói vậy đi, em có giấy không chị? No, she's still... It's still there, bro. Em đã thực kỹ cho anh. Em lóc. Assistant? And you? Office. Event. Office or event? I'm an actress. Actress? Yes. Oh cool, okay. Em có thấy ăn trái cây được không ta? Trời ơi, nhắm nãy giờ luôn á. Cảm ơn anh nhiều. Trong ngay đầu đang được gặp bốn bạn nam, cũng có thể nói là bốn anh chàng điển trai. Thì cảm xúc của Đan thì cũng không mấy là gọi là hào hứng và ấn tượng lắm. Cũng chưa ấn tượng với bạn trai nào hết. So I was very excited when I met the girls. They're all very beautiful. I think we're gonna have a fantastic time. One thing I'm a little worried about, the challenge for me, is that my Vietnamese is very poor. So we'll see what happens. Có bạn nào thể làm cho mình một miếng lát mì này có bỏ trái lựu vậy chứ không à? Để anh thử. Em ơi. Nó không trả lời đúng không? Làm cho ông anh rồi. Đang tuyển này. Không ai trả lời luôn. Không. Em đang đưa chị đây là trong anh nhỉ không mày đấy còn nhiều quá rồi ăn ở nhỏ mấy đứa này em ai mặc áo cùng mèo thì đó làm đi hả đúng rồi em thấy cái suy nghĩ của anh á đúng rồi Nhi thấy Henry một người đàn ông rất là bảnh bao đẹp trai nè rồi nói chung là anh rất là vui vẻ còn anh Phong thì một người ít nói nhưng mà có một chút gì đó là ấm áp. Còn Josh, anh chàng tay rất là nhìn rất là đẹp trai. Rồi nói chung là cũng rất là vui vẻ. Còn anh Phát thì anh rất là hòa đồng với lại các bạn nữ và trò chuyện rất là vui. Chuyện đó em làm hả? Gì đó. Ok, em làm cho. Dạ. Yeah. Anh khổ lắm anh. Tụi nó treo tại chị Đại. Xong giờ hả, cái gì cũng vô tay chị Đại hết. Chị Đại gì thì bên đây cũng vậy mà, anh Thái cũng là anh Đại mà. Ok, mình là cầm đầu hai băng ha. Yeah. Đang ngồi hai bên đây là cầm đầu hai băng rồi đó em. Có chuyện mà nửa thừa hai người. Không nha, cái nào là đứng đầu thôi chứ còn chuyện có ai thì lấy gánh nha. Không ai chịu nhận đâu, đúng không em? Yeah, em nghĩ là cái thứ này mà em tự bóc tay nó mất vệ sinh lắm, anh tự bóc. Không có cái gì gấp luôn á. Chung quy là anh vẫn tự làm luôn á. Không thì em sẽ giúp anh nè, bây giờ tình cảm đúng không? Rồi anh lấy bánh mì ra đi. Mình lấy chung. Hai người đó có hợp nhau rồi.
Thôi bắt tay đi cho nó có hơi tay đồ. Thôi tình cảm là chỗ đó đó. À có cái ba tê đúng không? Từ từ nha. Mì chung nữa ha. Chị mua đồ ăn cho 7 ngày luôn. Can you tell me what it is? Maybe. Không trả lời luôn. Ui. Cảm xúc ngày đầu tiên của Linh thì thật ra khá là vui khi mà được gặp lần đầu tiên gặp các bạn nam và được đi chơi với các bạn. Thì Linh thấy khá là vui và háo hức. Không biết là chuyến đi của mình sắp tới thì sẽ như thế nào? Thank you so much. 20,000. How about I give you? I give you this, okay? Yeah, you want this? It's not the same. It's not the same. Okay, I give back. Henry có lẽ có sự ấn tượng với bạn Trúc bởi vì bạn ấy rất là hoạt bát, bạn ấy trò chuyện rất là nhiều. Còn các bạn còn lại thì hơi mắc cỡ một chút xíu. Khi mà mình gặp bốn bạn nữ thì thấy bạn đó cũng dễ thương, nhưng mà cũng chưa tiếp xúc nhiều nên hãy để đây để xem. Nhi thấy Josh là một chàng trai rất là, nói chung, bí ẩn. Nhi thì thích tìm hiểu và khám phá thì chắc để coi như thế nào anh chàng này. So if I had one choice, one girl, I would go with Nhi. I think Nhi, she's very gentle, quiet, and I think she has a lot more to offer once she opens up a little bit. Xe Hồng đã bắt đầu lăn bánh. Chuyến xe lần này sẽ mang đến những điều thú vị và bất ngờ gì? Ai sẽ có tình cảm với ai? Ai là cặp đôi bí ẩn? Mời quý khán giả đón xem tập tiếp theo vào 22:45 thứ ba hàng tuần trên HTV7, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.